Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món thịt khìa nước dừa. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Sáu trăm gram thịt ba rọi chúng ta sơ chế sạch, vắt ráo nước, ướp một muỗng cà phê nước màu, một muỗng cà phê muối hạt, một muỗng canh đường, một muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào, một muỗng cà phê tương ớt, thêm vào củ hành băm mịn, cuối cùng thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều ướp khoảng 20 phút. Chúng ta cho dầu vào chảo. Khi dầu nóng thì chúng ta cho tỏi vào phi thơm. Tiếp theo thì cho thịt vào chiên sơ. Khi thịt ngấm gia vị thì chúng ta cho nước dừa tươi vào. Chúng ta trở đều thịt, thỉnh thoảng vớt bỏ bọt.
Chúng ta khìa cho đến khi thịt chín và nước sánh kẹo lại là được. Thịt khìa chúng ta có thể dùng cùng với rau sống, bánh hỏi, bánh mì, ăn rất ngon. Chúc tất cả mọi người làm món thịt khìa nước dừa thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.